toplinkatm.com, bán hàng Boxy Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplinkatm.com. Bạn có bạn số 4 kia, được có bạn nữa các bạn, mà bạn còn bạn số 4 các bạn không mở mic. Chán thật sự. Không có mic là không chơi nha mấy bạn ơi. Có mic không đấy mọi người ơi? Ừ, không mic chơi đâu. Có mic không các bạn ơi? Hello, cua nha. Hello anh. Ừ, hello em. Huy có mic không Huy ơi? Dạ có anh ơi. Ok, ôi bạn này đang ít tuổi nhỉ, chắc là... Alo anh ơi. Alo. Ơi, sao em? Mic em hơi ồn nên là em nói ít nhá. Có mic ồn đâu, anh nghe bình thường mà. Có, tại vì em đang chạy ra chỗ khác nói. À ừ, ok. Ok. Hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Đấy, mình vừa có nhờ Vân nói để cho lừa xem là phản ứng của Lộc như thế nào. Bố lại mê gái đấy anh em. Cứ có gái cái là may là trận trận vừa rồi là trận trước nữa thì phải nhở, trận trước hay sao, trận trước thì là không có bé nên là trận trước là mình có vào rồi nhưng mà vào không có kịp, vào trước trận trước mà không có bé vào thì bố Lộc chắc là mê gái lắm đây anh em ạ. Thì trận này thì mình đã vào được rồi. Ôi từ từ đã, mình cắm lại dây sạc đã. Thì mình có dùng cái nick phụ của mình để trà trộn vào team của Lộc, bắn để xem Lộc sẽ phản ứng như thế nào. Mình sử dụng cái nick phụ thôi, Lộc đang live stream mà. Mình nhập team code mã mình mới vào được. Nên là anh em nếu mà thấy hay hoặc là thích cái clip kiểu dạng như thế này, đừng quên bấm cho mình xin một lượt like cũng như là comment ý kiến của anh em ở phía bên dưới nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cùng xem mà trận đấu có gì hay ho đây. Mình cố gắng thể hiện một tí nhở. Mình thì còn nên cả lên top máy bay nữa cơ mà. Phương nhảy của chúng tớ là gì nhở? Khu quân sự. À đây rồi. Quẩy đồng thế nhở? À đâu? Có một team thôi. Team bay sát thôi anh em ạ. Lát bên này đi. Mình khóa cái màn hình nữa là ngon này. Ôi có một tên, có một con bot ở bên ngoài kìa. Bot đã nhảy xuống rồi. Cái anh đại ơi. Đây rồi, có sọt căn. Mình ra mình bắn con bot này luôn. Rồi, bạn Huy kia chết luôn rồi. Đưa súng đây bạn ơi. Đưa súng cho mình. Giờ lấy được cái súng của mấy tên này. Rồi, ôi, thế là bạn Huy chết ngay ở trên nóc nhà. Ôi nó đang lục cục này. Kìa nó chạy kìa, mình phải nằm sát đây đã. Không được manh động. Bây giờ mà chết là toang đấy anh em ạ. Trận này mình không thể để chết được. Mình phải cố gắng anh em ạ. Nó đang lục cục này. Trên đầu à. Đấy, bị bắn rồi. Nó có đi. Lộc ơi, nó có đi để cho mình vô. Đây rồi. Thời cơ đến. Té gấp. Nó sang. Nó sang. Một viên chết luôn. Ơ luôn à? Mình sóc phát chết đôi à? Ủa? Mình sóc xiên táo luôn anh em ạ. Ui lác. À ui, nó bắn. Anh em xem thấy nó kiểu nó hơi giật một tí đúng không? Ui giật này. Không phải giật một tí đâu. Không hiểu sao hôm nay tự dưng game nó lác hay sao ấy. Anh em thông cảm giúp mình một tí nha. Rõ ràng là ping xanh này. Nhưng mà nó giật nó lag. Nên là nó sẽ giật theo cả kéo theo cả kiểu từ FPS này anh em. Bọn mình tìm nãy giờ ở trong khu kia không có người luôn. Bọn mình đi luôn anh em ạ. Lượn qua đây xem có gì không. Lại lag này. Ôi bắn. Má cái mạng. Anh em xem thông cảm giúp mình một tí nha. Đây là do game ấy, không phải do một. Trời ơi anh ơi. Fail này không thể. Này thì đứng
đấy này. Này thì ngó ra này. Knock 2 rồi. Có X6 này. Còn canh xương ông mà đậm đà thì thăm này. Rồi còn một tên là bên bên chạm xăng đây. Họ ra bạn ơi. Alo. Đây này. Mình sẽ lên cái nhà này, lên tầng cao nhất cho nó dễ nhìn. Ok. Còn hai thằng cuối đấy. À, còn hai bên đấy luôn à. Đây này, đứng ở trên đây là chùm luôn này. Đó. Đang kề đâu? À, đây rồi, thấy rồi. Nào. Thò ra đây bạn ơi. Rồi, nốc thêm một tên nữa. Một tên ở chỗ nhà kho nữa. Hello bạn ơi. Thò đi bạn ơi. Bị bắn rồi, yếu rồi. Đẩy luôn này. Chạy đâu bây giờ bạn ơi? Chạy về đâu khi cơn mưa tới? Không thò. À, nằm à. Rồi, xong luôn ạ. Ra lấy xong rồi. Ơ, sao cái tên này nó buồn cười nhở? Trọng tự yên chạy ra xong rồi nằm ở giữa cái cửa đấy. Anh ơi, một anh hốt em đi à? Tin thấy không? Tác hại của bên chơi. Chơi đồ. Đúng, chơi đồ. Dám khè bọn mình lại à? Ngay giữa mà kêu được. Đúng. Sai thật sự sai luôn. Quá sai cho một cuộc tình. Cuộc tình cho đúng hay sai thì đứa có gai luôn là đứa con gái. Đứa có thai đứa quên. Nhưng mà nó không liên quan cả. Mình có X6 các thứ rồi. Lấy luôn. Đi thôi chứ còn gì nữa. Thế là mình được 7 kill rồi anh em ạ. Thơm. À, ê có xe à? Có tiếng súng đây luôn này. Ôi, hai con vứt xe đây luôn cơ à? Ê, chút, trước mặt luôn này. Đâu? Đây rồi, mình thấy một tên giữa cái xe. Ui, nằm ngay trước mặt này luôn á hả? Gần vậy. Ngó cái gì? Nó một tên trong nhà này, có một tên ở xa. Nó xa quá. Mù mắt gaming rồi. Đúng lúc thế. Trong khu nhà đang combat à? Nào thò ra bạn ơi. Ấy, đó là 5x6 rồi mà ta. Rồi, team kia bị clear rồi. Mình ăn kill một team này rồi. 3 team à? Ui, sao bạn không ngó tiếp đi? Tát được thằng chúng luôn. Phải được tầm 2-3 viên rồi đấy. Khoảng 1-2 viên nữa là tên nó chết. Kìa. Trong nhà. Vẫn còn đang khèo à? 124, à khèo. Rồi. Rồi cái thằng mà tôi chết luôn rồi. Chết luôn tên đấy à? Còn một tên trong nhà thôi nha. Ok. Bắn thính cho lắm vào. Đúng, bắn thính cho lắm vào. Từ từ đã, mình đổi cây M24. Nãy mình thấy cái xác nó có nhỉ? Đây. Okay. Lấy luôn cây M24 này. Vẩy cho nó ngu người này. À, tên kia vẫn thò ra. Đấu súng với mình không bạn ơi? Alo. Ok, nốc phát đẩy luôn này. Thò ra bạn. Một lần nữa thôi là thành hai lần này. Thò ra. Ui. Che nhiều sấm mốc quá. Mình không có kê đẹp được phát đấy. À, một tên ở ngoài nữa. Rồi bạn cứ thò ra đi. Bởi vì mình sẽ lốc được một trong hai tên này. Alo bác tài ơi. Trời ơi, không có bên nào vào đầu nhờ. Alo bác tài ơi. Đâu rồi? Thôi ra đi, mình chỉ hứa mình chỉ bắn vào đúng một viên thôi. Anh ơi, nào, à đây rồi. Nào, thôi ra một lần nữa. Một lần nữa. Trời ơi, em hứa mà, em chỉ bắn đúng một viên thôi. Lên xe. Ok. Chơi nó luôn này. Chơi cho nó có bầu luôn. Alo Lộc ơi. Chơi cho nó có bầu luôn. Mình không mở mic được thôi chứ mình hú hét ở đây rồi. Hú hét ghê lắm. Ôi clear luôn. Ôi mỗi hai tên thôi. Chơi dính bầu luôn anh em ạ. Chơi dính bầu luôn. Bọn này bắn thế bọn nào vậy?
Không thấy súng thính. Ngon, đổi qua M4 đi. Chắc là nó vẫn chưa lốt đâu. Vừa bắn tim kia nó không lên. Ui chuẩn. Lấy thêm cái cây Z, à lấy thêm cái ống ngắm Z dot nữa. Tí bắn còn đổi súng anh em ạ. À còn đổi scope anh em ạ. Quá thơm ngon rồi. Uầy, đến đây mình được 10 kill rồi. Quá phê. Xịn thật sự luôn. Tí Lộc sẽ trầm trồ. Uầy, con gái các thứ. Tí được cuối trận. Cuối trận đấy. Bo này còn 7 thạ, 8 thạ. Uầy, ừ nhờ bo này còn to mà. Không, không sợ đâu. Thấy có tên Trung Quốc còn liệt. Ở đấy, cái tên Trung Quốc này nãy giết nhiều người hết đấy. Đấy. Ôi, nó lại giết người kìa. Ui, toàn team Trung Quốc cái này á. Toàn tiếng Trung thôi. Chơi chắc cú, đề phòng lỡ. Đúng, chắc cú để mình lấy top 1 đi. Mình đang quay clip đấy. Tí nữa cuối trận mình sẽ ra, mình mở mic lên, mình xem là Lộc có nhận ra mình là ai không. Đi thôi, đi thôi. Tí nữa mình sẽ mở mic để tự thú. Trời ạ. Đây, vào trong nhà này thủ luôn à. Đây, mình sang cái nhà bên này. Nó lag quá. Anh em thông cảm mình, hộ mình phát nha. Tại vì thỉnh thoảng nó cứ giật giật đấy. Không biết là đây là mình thấy nhiều bạn bảo là do game chứ không phải là do máy của mình. Game nó lag làm nó tụt FPS nên là mình quay clip ấy. Nên là nó cũng giật theo đấy. Rõ ràng là ping xanh anh em ạ. Mạng mình vẫn ổn định các thứ. Đây, thủ ở trên cái nhà này cũng khá là ngon. Ê, có một team vào. Có một team vào. Ok, từ từ. Đây này. Thằng nào không vào mà. Vừa nói xong này, một tên. Rồi, nốc 2 rồi. Nốc 2 rồi. Con phật hay lắm. Ủa trên này có mấy tên? 4 tên luôn à. Trời ơi, thấy không? Mình đứng kê ở chỗ này là quá là easy luôn. Hai tên định công một cái mình sấy cho nhất người. Phê lòi anh em ạ. Thế là ăn chọn hai mạng luôn. Thơm ngon. Bổ mắt bổ mà lại hợp vệ sinh. Ngon thật sự. Ôi Lộc đang làm gì này? Ui đang chèn cầu thang ạ. Ôi Lộc ơi, còn có hai thằng thôi Lộc ơi. Alo. Ui vẫn còn đang cố gắng anh em ạ. Làm gì đây? No. Vẫn còn đang cố gắng chèn cầu thang ạ. Ui chèn cầu thang á, còn có hai thằng chèn để làm gì? Không biết là cô đang định làm gì đây nhở? Dân chơi nọc cũng đang làm gì đây? Ê, trận này mà không có bé nhá, trời ơi Lộc sẽ bảo ui bạn gái kia ghê vậy, các thứ. Nhưng mà trận này có bé này là Lộc cũng tém lại rồi. À, bé em đây làm gì đây? Hello. Yeah. Bạn gì ơi? Cắm gì đây? Cắm nghĩa gì ở bên kia không biết. Ấy, tự dưng nhảy xuống làm gì? Chết rồi, đang hồi lâu anh. Tự dưng nhảy xuống làm gì? Ra khỏi lên luôn. Ôi. Sao rồi? Thôi đi. Chán đi. Thật sự. Đi còn hai tên này. Ui ai gọi thế? Ai gọi tầm này đúng. Chèn nắm gì? Ông này chắc là không để ý bản đồ là còn bao nhiêu người. Còn có hai tên à. Xong mới nhìn lại bản đồ có hai tên. Đúng rồi. Cồng kềnh thật sự. Đi thôi chứ còn gì nữa. À đúng rồi, lại ăn hộp tính ăn phải chuẩn bị phát nha. Đi. Mình vẫn để cái Messenger lên ở trên Facebook rồi. Lag quá. Nhiều người luôn. Đấy ăn đi. Mình trông cho. Tên nào lên lấy thính không? Hai tên còn lại lên lấy thính luôn đi. Cho nó được việc anh em ạ. Còn hai tên nữa trong cái bóng bò nó quá là to như thế này. Hơi khó khăn. Ê, mình được 12 kill rồi anh em ạ. Thơm. Trận này hơi xịn luôn. Phải đâu. Ý là thấy trận này nhanh chết thì đang nghi thôi, nghi vấn thôi. Nghi vấn này à? Ừ, công nhận cũng nghi vấn thật, bo còn to mà. Bo này lúc nãy bọn nó có bấy rồi. Không biết là... Ê, có người! Có xe! Đây rồi! Lái xe đi đâu vậy bà anh trai ơi? Đâu? Tớ ở trên này cơ mà. À, phi xuống nhà! Đây rồi!
bên mình đứng đây mình đợi luôn. Đúng rồi. Căn nhà đúng là ui đừng. Ui. Nào, thò ra. Đây không thò rồi. Đây rồi. Mất một tên này, còn một tên trong nhà nữa. Ui giời ơi, vào luôn. Đâu rồi? Alo, đây rồi. Toang luôn. 14 kill anh em ạ. Xịn thật sự. Hai tên cuối mình ăn luôn. Bắn hay phết nhở? Bắn hay phết nhở. Gái đấy. Gái có cu đấy. Đây. Ủa bắn hay phết đây. Bắn hơi hay đấy. Mình ra mình thú tội xem nào. Uầy, 14 kill này. Chào tí anh em ạ. Không biết của ông Nguy gồn thế. À, cả soi cả đề nữa à. Anh Lộc ơi. Alo. Ôi em. Nghe giọng không nhận ra ai à? Ôi, thì... Linh à? Alo. Giả trộn. Mẹ mãi mới chui được vào, phòng. Linh mình vào sao? Bắn hay thế. Là lúc nãy là nhờ Vân. Linh ơi. Đúng rồi, tiếc của Vân. Lên đường lên TV rồi đúng không? Lên TV rồi. Trời ơi. Quên mất. Ước bắn được vai đồ vào mãi mới được trong phòng. Hay rồi mình báo sao. Đây là 2.2 vậy. Ta là Linh. Nhờ Vân nói hai lần rồi đấy. Lừa đấy, cú lừa. Sao mà nhận ra được? Bắn nó không? Vào đi code đi. Ok, để sang nick kia đã. Nhá. Được. Okay. Thế là mình lừa được Lộc anh em ạ.